Mời các bạn xem tiếp phần cuối. Cảm ơn các bạn đã xem phim trên kênh Nguyễn Lam Trúc nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ nhé. Hãy cho cháu biết cháu phải làm gì để có được lòng tin của bà. Đi với tôi. Hãy đổ đầy nước vào giếng này. Dưới đó là một con lạch. Đây là các thùng chứa. Sự giàu có của các ngài cũng vậy. Ngài có thể bán được bao nhiêu muối? Đủ cho 4 vương quốc. Tôi sẽ mua rất nhiều. Bằng vàng, tất cả sao? Và trả bằng vàng. Để tôi xem vàng trước đã, ngay chỗ này. Các người đang chế giễu tôi à? Cút đi ngay trước khi tôi gọi quân lính, những kẻ ngu ngốc già. Chào buổi sáng, một vẻ đẹp lộng lẫy. Xin chào buổi sáng, một hiệp sĩ dũng cảm. Từ xa, ta đã nhìn thấy một cô gái đáng yêu. Ta đến gần đây để xem bằng chính mắt mình. Nhưng nàng thậm chí còn đáng yêu hơn ta nghĩ. Ta là một hoàng tử, đến từ một vùng đất xa xôi, đang tìm kiếm một người vợ. Ta thích nàng. Làm sao ngài có thể thích tôi? Hãy nhìn vào cái rẻ rách của tôi đi. Bàn tay và bàn chân đầy vết thương của tôi. Ta có thể cung cấp cho nàng bàn tay của ta và vương quốc của ta. Nàng sẽ giàu có và chỉ huy 100 người hầu. Lâu đài của ta nằm trên một hòn đảo xinh đẹp và đầy hoa.
trong những khu vườn hùng vĩ. Hãy đi với ta, công việc nặng nhọc này không phù hợp với nàng, nàng sẽ là nữ hoàng. Tôi cảm ơn ngài, hoàng tử đến từ một vùng đất xa xôi, nhưng tôi đã có chồng rồi. Ta chỉ muốn nàng, biến nàng thành nữ hoàng của ta. Nàng thực sự không đi cùng với ta sao? Không, cảm ơn hoàng tử. Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình ở đây. Chỉ có 2 toa xe. Và phần còn lại trống không? Chúng tôi có muối. Nhưng chỉ nhiều như vàng mà chúng tôi mang theo. Mọi người đều có phần. Hãy tiết kiệm với muối này. Ngươi có gì nào? Tôi có muối này. Khốn nạn cho chúng ta. Một lời nguyền khốn nạn. Đã một tháng trôi qua rồi, mà giếng vẫn cạn. Cô làm quá chậm. Cô nên rời đi, tìm một người chồng khác. Và quên hoàng tử muối đi, cho cháu thêm vài ngày nữa, thưa bà. Cháu sẽ đổ đầy giếng nước của bà. Nhìn kia kìa. Chuyện gì đã xảy ra với vương quốc của cha cháu vậy? Vua của Saptera đã biến tất cả muối thành vàng. Họ sắp chết đói. Nếu cô cứu được hoàng tử, cô cũng sẽ cứu được vương quốc của mình. Bà ơi! Bà ơi! Quay lại đi! Cháu sẽ đổ đầy giếng nước của bà. Cháu phải cứu tất cả họ. Cháu phải cứu họ. Bà ơi! Bà là ai? Thưa bà, người mà con đã kêu gọi. Không cần tiếp tục đổ đầy nước nữa. Việc đó là vô ích. Không phải mọi nơi đều có thể sống được. Điều quan trọng nhất là con đã cố gắng hết mình. Con đã cho ta thấy được điều tốt đẹp mà hoàng tử muối đã tin tưởng. Và vì điều đó, ta sẽ giúp con cứu anh ta. Con phải băng qua 3 thung lũng và 3 ngọn núi, cho đến khi con gặp một tảng đá lớn. Với hoa hồng muối của con hãy chạm vào tảng đá và nó sẽ mở ra. Sau đó, con phải tìm ra cánh đồng hoa muối. Từ những bông hoa của chúng, con sẽ thu được những giọt sương lấp lánh. Nó không chỉ là sương, đó là những giọt nước mắt của những người dân ở vương quốc của cha con. Những giọt sương đó là nước mắt của sự sống. Rắc lên tượng, chúng sẽ mang lại cho hoàng tử sự sống.
Ngài Agonit, bạn của tôi, sao ngài lại ở đây? Ta đã nói với cô rằng ta sẽ đợi cô ở đây. Cô đã biết cách giải nguyền cho hoàng tử muối chưa? Tôi phải tìm ra cánh đồng hoa muối. Ta biết nó ở đâu. Đi với ta. Tất cả muối này, nó cần thiết cho tất cả mọi người. Đến đây, thời gian sắp đến rồi, mẹ trái đất sẽ chia sẻ kho báu của bà ấy. Không ai được vào mà không có lệnh của nhà vua. Lùi lại. Cô ấy nhận được sự bảo vệ của ta. Agonit, ngươi đang làm gì thế? Làm thế nào mà cô ta vẫn còn sống? Thưa đức vua, lính đâu? Ngài muốn làm gì với tôi cũng được, nhưng hãy để tôi giải thoát cho hoàng tử, con trai của ngài. Ngươi muốn hoàn thành công việc này, mà ngay cả vua Saptera cũng không thể làm được. Lời nguyền của ta mạnh hơn cả cái chết, và không ai có thể thay đổi nó, ngay cả ta. Cô ấy là hy vọng duy nhất của ngài. Thưa ngài Sire, ngài phải tin cô ấy. Vậy sao? Sao ngươi dám ăn nói với ta như thế? Những gì ngươi cần làm là tuân theo mệnh lệnh của ta, đức vua của ngươi. Ngươi đã chọc tức sự giận dữ của ta rồi đấy. Cả hai ngươi sẽ biết ai là người nắm quyền ở đây. Thưa ngài, lính gác đâu, bắt lấy chúng, đã đủ cho sự giận dữ rồi. Hãy mở lòng ra, anh trai của tôi, sự mù quáng của anh đang làm mọi thứ trở nên khốn khổ hơn. Lời nguyền của anh đã bao phủ trái tim của chúng ta trước hoàng hôn. Anh hét lên những gì một người cai trị mạnh mẽ đang có, trong khi anh chỉ là một người cha bất lực. Anh không thể cứu được món quà duy nhất của mẹ trái đất dành cho anh. Đó là con trai của anh, chỉ có sức mạnh mẽ nhất trái đất mới có thể giúp anh và hoàng tử muối. Và thứ đó là tình cảm của con người. Đi đi, Maruka, làm việc con cần làm. Con biết mình cần làm gì rồi. Hãy thức dậy đi, chồng yêu của em. Thức dậy từ một giấc mơ khủng khiếp. Ta đang mặc gì vậy, Marika? Và tại sao chúng ta ở đây, khi ta chỉ yêu cầu bàn tay của nàng? Con trai ta. Cái gì thế này? Đó là những giọt nước mắt. Đó là những giọt nước mắt. Nước muối tinh khiết nhất. Ta sẽ lấy vàng và tiền và ta sẽ rời khỏi vương quốc bị nguyền rủa này. Ta không quan tâm đến ngươi và vương quốc của ngươi nữa. Công chúa Vanda và công chúa Barbara cũng sẽ rời khỏi đây phải không? Đúng vậy. Chúng không đến nói lời. Từ biệt sao? Cần thiết sao?
hỡi các thần dân của ta, con gái của vua Pravoslav và hoàng tử muối đã cho chúng ta thấy sức mạnh của tình yêu là mạnh mẽ hơn nhiều so với sự giàu có. Sự giàu có chỉ hữu ích khi nó phục vụ cho hạnh phúc của mình. Đây là quà cưới của ta. Túi muối không đáy này. Hãy dẫn theo một nhóm kỵ sĩ của ta. Con trai à, con người cần muối. Mang nó đến cho họ đi. Đây là món quà của mẹ trái đất. Muối, đồ trang sức của ta đã biến thành muối. Dừng lại. Hãy dừng lại. Ngài thấy đấy, em rể ạ, ta sẽ giết ngài bằng một thanh sắt thật. Dừng lại đi. Các quý ông, ai sẽ trả tiền cho các việc làm của chúng tôi đây? Thưa bệ hạ, có một nhóm người đang đến đây. Ta không muốn gặp ai cả. Hãy đi khắp tất cả vương quốc, cho tất cả mọi người thật nhiều muối. Cô muốn gì? Thưa bệ hạ, tôi mang đến cho ngài một món quà quý giá nhất. Một món quà sẽ giúp giải quyết mọi chuyện. Không có biện pháp nào đâu. Không còn hy vọng cho vương quốc của ta nữa. Muối ư? Là muối thật. Cô có nhiều không? Tôi có rất nhiều. Tôi chắc chắn nó đủ cho toàn bộ vương quốc của ngài, thưa bệ hạ. Làm sao để ta có thể trả ơn cho quý cô đáng kính đây? Tôi không đòi hỏi gì cả. Tôi chỉ mong cha yêu con nhiều như muối vậy. Là Maraska ư? Con gái yêu dấu của ta. Con gái ta. Hãy tha thứ cho người cha già ngu ngốc này nhé.
Cô ấy đã trở về. Cô ấy đã trở về. Công chúa Maruka đã trở về. Hỡi người dân, khó khăn của chúng ta đã kết thúc rồi. Những thử thách và nước mắt của chúng ta đã cứu chuộc chúng ta. Sự hy sinh của chúng ta sẽ bị lãng phí nếu chúng ta không học được giá trị cuộc sống của con người và tình yêu cao đẹp như thế nào. Ngay cả bây giờ, khi nó đã nở rộ thành một bông hoa xinh đẹp, ở đây, trước mặt chúng ta là nữ hoàng của chúng ta, với chồng của cô ấy là hoàng tử muối. Ta chúc hai con cai trị vương quốc này một cách thịnh vượng. Sống với nhau lâu dài và hạnh phúc. Chị vì đất nước này, với sự khôn ngoan và công lý. Để ghi nhớ mãi mãi ngày hôm nay, ta đã đặt ra một luật lệ mới. Những vị khách phương xa đến đây sẽ được chào đón, không chỉ với bánh mì mà còn có muối nữa. Đang nhìn gì thế? Đi và nướng bánh mì đi, và đừng quên thêm chút muối nhé. Cảm ơn các bạn đã xem phim. Hẹn gặp các bạn phim sau nhé. Bye, bye.